tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Công an thành phố Thanh Hóa bắt nữ quái điều hành đường dây mua bán ma túy với nhiều mánh khóe tinh vi. Sóc Trăng bắt giữ 3 đối tượng dùng súng cướp tài sản trong đêm. Hà Nội điều tra vụ hành hung khiến nạn nhân gục ngã phải cấp cứu, khâu nhiều mũi tại vùng đầu và mặt. Diễn biến mới nhất vụ phát hiện bộ phận cơ thể người bị tách rời được phát hiện ở Đà Lạt. Thành phố Hồ Chí Minh, xe container kéo sập trụ điện, một bé gái bị thương nặng. Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ. Đường dây mua bán ma túy này do nữ quái Hương Trâm điều hành. Trong đường dây này, nữ quái Hương Trâm chỉ bán ma túy cho những người thân quen, tin cậy. Quá trình mua bán ma túy, các đối tượng thường sử dụng tiếng lóng để giao dịch. Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 4, tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang Nguyễn Thị Hương, còn gọi là Hương Trâm, sinh năm 1977, trú tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ cơ quan công an thu giữ một bánh heroin và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Khám xét nơi ở của Hương, cơ quan công an thu giữ thêm 4 gói heroin. Tổng khối lượng heroin thu giữ của Hương là 350 gram. Cùng với đó, Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục bắt giữ Lê Minh Tuấn, sinh năm 1977, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, về hành vi bán ma túy cho Nguyễn Thị Hương khi Tuấn đang trên đường di chuyển về Hà Nội. Thu giữ 6 viên hồng phiến, 2 viên thuốc lắc mà gã đang cất giấu để bán và 180 triệu đồng. Mở rộng vụ án, đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ Trịnh Hữu Tùng, sinh năm 1975, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ một gói heroin. Được biết, Tùng là người mua ma túy của Nguyễn Thị Hương. Bước đầu, Nguyễn Thị Hương khai thường lấy ma túy heroin với số lượng lớn, sau đó đem về cất giấu chia nhỏ, cung cấp cho các điểm mua bán trên địa bàn. Ngoài ra, Hương còn sử dụng vật chất để mua chuộc, lôi kéo một số đối tượng cất giấu ma túy, sử dụng nhiều số điện thoại liên lạc trao đổi với các đối tượng mua ma túy. Người phụ nữ này chỉ bán ma túy cho những người thân quen tin cậy. Quá trình mua bán ma túy, các đối tượng thường sử dụng tiếng lóng để giao dịch. Thậm chí các đối tượng có thỏa thuận với nhau, nếu kẻ mua ma túy của Hương bị bắt thì người phụ nữ này sẽ có trách nhiệm lo cho gia đình và thăm nuôi các đối tượng. Do đó, khi bị bắt, các đối tượng đều ngoan cố và sẽ không khai báo về Hương. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, các lực lượng phối hợp của Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng vừa bắt 3 đối tượng sử dụng vũ khí cướp tài sản của người dân trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng sau hơn một tuần truy bắt. Trước đó, qua tiếp nhận giải quyết nguồn tin có dấu hiệu của tội phạm cướp tài sản do chị TMT, ngụ ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung trình báo trong đêm ngày 23 tháng 5 năm 2024, các lực lượng phối hợp của Công an tỉnh và huyện đã vào cuộc truy tìm. Đến ngày 1 tháng 6 năm 2024, lực lượng Công an đã truy bắt 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Phương, sinh năm 2001, Nguyễn Ngọc Diệp, sinh năm 2002 và Lữ Bửu Kha, sinh năm 2003. Cả 3 đối tượng cùng trú tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, cùng nhau thực hiện vụ cướp đối với chị TMT. Cụ thể, vụ cướp diễn ra vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 23 tháng 5 năm 2024. Chị TMT cùng chồng sắp cưới là anh CJP, người Đài Loan, Trung Quốc, từ nhà ở xã An Thạnh 1, điều khiển xe mô tô đi trên tuyến tỉnh lộ 993B đến thị trấn Cù Lao Dung. Đến đoạn cổng chào xã An Thạnh Tây hướng về thị trấn Cù Lao Dung thì có 3 đối tượng đi trên 2 xe mô tô rượt đuổi theo và ép xe của chị TMT vào lề đường, đồng thời dùng dao súng khống chế cướp của chồng chị TMT khoảng 10 triệu đồng và một chiếc nhẫn kim loại. Sau khi cướp tài sản, cả 3 đối tượng lên xe bỏ chạy về hướng thị trấn Cù Lao Dung. Trước khi đi, một đối tượng còn dùng súng bắn một phát thị uy để bị hại không dám truy đuổi. Sau khi bị cướp, chị TMT đến công an xã An Thạnh Tây trình báo sự việc.
Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Cù Lao Dung khẩn trương điều tra truy bắt bằng được các đối tượng gây án. Rạng sáng ngày 2 tháng 6, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt được 3 đối tượng trên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 2 súng ngắn, 12 vỏ đạn, 10 viên đạn trì, 1 mã tấu, 2 xe mô tô, 3 điện thoại di động, 1 nhẫn kim loại màu trắng là nhẫn cướp được của anh CJP cùng một số tang vật có liên quan. Qua làm việc, cả 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi cướp tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 2 tháng 6, tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ hành hung người gây thương tích nặng. Nạn nhân là anh Tạ Vũ Phong, sinh năm 1997, trú tại thôn Quyết Tiến, xã La Phù. Anh Phong đang được cấp cứu khâu nhiều mũi tại vùng đầu và mặt. Anh Tạ Vũ Phong cho biết sự việc xuất phát từ xích mích, lời qua tiếng lại giữa Phong và nhóm thanh niên có mặt tại một đám cưới nhà ông NPS tại thôn Đoàn Kết, xã La Phù. Sau đó Phong đã bị một nhóm thanh niên khoảng 7-8 người lao vào tấn công đến gục ngã tại chỗ thì nhóm đối tượng mới buông tha. Ông Tạ Xuân Thành, thôn Quyết Tiến, xã La Phù là bố của nạn nhân đã khai báo với công an xã La Phù. Gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Còn ông là Tạ Vũ Phong đang trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, mặt, rách sâu ở vùng trán, phải khâu nhiều mũi, đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Ông Nguyễn Ngọc Mẽ, trưởng Công an huyện Hoài Đức cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hoài Đức lập tức chỉ đạo vào cuộc điều tra, lập hồ sơ ban đầu. Đã xác định được đối tượng hành hung, các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông tin tìm người thân của xác người được phát hiện tại khu vực đường Hoa Hồng thuộc khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Theo đó, xác người được phát hiện có khả năng là nữ giới, khoảng từ 20 đến 30 tuổi, cao từ 1,45 đến 1,55m, tóc đen và dài 50cm, hàm trên có 12 răng bọc sứ màu trắng, hàm dưới có 12 răng bọc sứ màu trắng, răng số 7 hàm dưới bên phải, không bọc sứ, răng hàm. Người này mặc một bộ đồ vải, loại đồ bộ thường mặc ở nhà. Đó là loại áo vải dài tay màu trắng, mặt trước và mặt sau in họa tiết trang trí màu đỏ, in chữ Beautiful màu đỏ, nhãn hiệu ở cổ áo có chữ Mona màu đen, nút cài thân áo và hai ống tay bằng nhựa. Nạn nhân mặc quần vải dài ống, lưng quần có thun, có túi quần hai bên hông, mặt trước và mặt sau in họa tiết trang trí màu đỏ, cũng in chữ Beautiful màu đỏ. Người phụ nữ này đeo hoa tai kim loại màu vàng, loại đeo sát tai có 5 cạnh, hình viên kim cương cách điệu. Mặt trước viền bông tai có đính 17 hạt màu trắng, mặt sau có gọng kim loại thẳng màu vàng để xỏ vào lỗ đeo. Công an thành phố Đà Lạt đề nghị những ai có thông tin liên quan đến xác người được phát hiện với đặc điểm này liên hệ với đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Lạt, địa chỉ 53 Hùng Vương, phường 9, số điện thoại 02633 836 566 hoặc điều tra viên Trịnh Đình Hoàn, số điện thoại 0987 169 428 để phối hợp giải quyết. Trước đó khoảng 6 giờ ngày 1 tháng 6, người dân địa phương phát hiện một vật giống xương chân người trên đường Hoa Hồng thuộc khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Các cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt bước đầu xác định phần xương trên gồm xương đùi và xương ống cùng bàn chân người đang trong quá trình phân hủy. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp với đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường và tỏa ra các khu vực lân cận để tìm kiếm các phần còn lại. Hai chú chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm của lực lượng công an. Chiều ngày 1 tháng 6, lực lượng chức năng đã tìm thấy phần còn lại trong lùm cây cách đường Hoa Hồng 10m, cách vị trí phát hiện phần chân 400m. Nhiều khả năng chân của người này bị động vật kéo ra đường. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sáng 3 tháng 6, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ xe container kéo sập trụ điện làm một bé gái bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, sáng 3 tháng 6, chiếc xe container do một nam tài xế điều khiển chạy trên đường 400, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức. Khi đến đoạn gần bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 thì xe container vướng vào đường dây điện trên đường, khiến trụ điện nghiêng và ngã dần.
Lúc này xe máy do người mẹ chở theo bé gái chạy qua vướng vào dây điện, làm cả hai té ngã. Vụ tai nạn khiến bé gái bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, trụ điện nằm chắn giữa đường, dây điện dài hàng trăm mét bị kéo sập, nằm vương vãi dưới mặt đất. Khu vực xảy ra sự việc bị mất điện trên diện rộng, giao thông đoạn quốc lộ 1 giao đường 400 bị ảnh hưởng, phương tiện di chuyển chậm. Đến hơn 8 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe container đã được di chuyển khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, xử lý hiện trường, khắc phục hậu quả. Theo nguồn tin, nguyên nhân có thể do đường dây điện bị thông xuống, vướng vào xe container đang chạy trên đường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!